Di tích lịch sử Ngục Kon Tum vừa là chứng tích tội ác của thực dân Pháp, vừa là nơi tỏa sáng tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường của những chiến sĩ Cộng sản. Ngày nay, di tích trở thành điểm du lịch tham quan không thể bỏ lỡ của du khách khi đến Kon Tum. Ngục Kon Tum được thực dân Pháp xây dựng từ năm 1905 đến năm 1917, là nơi giam giữ tù chính trị. Tại đây, dưới sự đàn áp dã man của thực dân Pháp, những người tù Cộng sản luôn giữ tinh thần đấu tranh kiên cường thông qua các sự kiện lịch sử như cuộc đấu tranh lưu huyết, cuộc đấu tranh tuyệt thực. Đồng thời, Ngục Kon Tum còn là nơi ra đời của tổ chức đảng đầu tiên ở Kon Tum được gọi là chi bộ binh. Tổng thể khu di tích được chia thành 4 khu vực chính, gồm nhà tưởng niệm, nhà truyền thống, cụm tượng đài bất khuất và 2 ngôi mộ tập thể. Riêng trong tháng 8 năm 2024, di tích đón trên 1.100 lượt du khách đến tham quan tìm hiểu. Năm 1988, Ngục Kon Tum được công nhận di tích lịch sử quốc gia nhằm bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử và tiềm năng phát triển du lịch của di tích này. Hiện nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tiếp tục triển khai các bước lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích lịch sử Ngục Kon Tum là di tích quốc gia đặc biệt.